Ngày 18 tháng 11, Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho biết đang làm việc với N, sinh năm 1979, ngụ thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 11, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an huyện Ninh Hải tổ chức tuần tra thì phát hiện N đang điều khiển mô tô hướng từ xã Tri Hải về thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, N không có giấy phép lái xe và đã uống rượu bia, sợ bị phạt nên điều khiển xe bỏ chạy. Khi N điều khiển xe đến thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải thì bị lực lượng công an đuổi kịp. Tuy nhiên, N không chấp hành đo nồng độ cồn mà còn chống đối, đập vỡ máy đo nồng độ cồn và cắn vào đùi trái Thượng úy Nguyễn Ngọc Trọng, cán bộ đội cảnh sát giao thông, trật tự, công an huyện Ninh Hải, khiến chiến sĩ này bị thương. Sau khi xảy ra sự việc, ngành chức năng đưa N về trụ sở. Tại đây, N tiếp tục tỏ thái độ thách thức, dùng lời lẽ chửi bới lực lượng thi hành nhiệm vụ. Kết quả đo nồng độ cồn là 0,849mg trên 1 lít khí thở,